ôn từ vựng ngữ pháp của cô Trang Anh và đây chính là bài số 2 trong khóa. Cô hy vọng là bài số 2 về bài về phần ngữ pháp này sẽ không khiến cho các bạn cảm thấy hoang mang như bài từ vựng. Các bạn thân mến, có rất là nhiều bạn trong nhóm của chúng ta, các bạn muốn cô đổi, đó là thứ hai chúng ta sẽ không học từ vựng nữa. Vậy tuần sau cô sẽ đổi cho các bạn thứ hai học ngữ âm nhé. Và các bạn sẽ cô sẽ đổi cho các bạn sang thứ năm các bạn sẽ học từ vựng được không ạ? Rồi các bạn thân mến, hôm nay cái phần của chúng ta thì trên cơ sở cô nghĩ là cái phần ngữ pháp là các bạn sẽ không cảm thấy khó như cái phần từ vựng hôm qua. Bởi vì phần ngữ pháp này của cô đã có phần video hướng dẫn về phần lý thuyết trước rồi. Với thứ hai đó là cái phần ngữ pháp này, nếu như các bạn đã sang tổ ôn thì cái phần ngữ pháp này các bạn sẽ phải nắm hết rồi. Bây giờ trong quá trình cô hướng dẫn thì cô sẽ nhắc lại những cái hiện tượng ngữ pháp đấy. Và các bạn nhớ là khi cô nhắc hiện tượng ngữ pháp gì mà các bạn không biết, các bạn nhớ ghi ra và các bạn sẽ đối chiếu nó trong cái sách 25 chuyên đề ngữ pháp. Bởi vì khi các bạn tham gia vào nhóm này thì cô yêu cầu các bạn là có cái cuốn sách 25 chuyên đề ngữ pháp đó. Các bạn mở tới chuyên đề đó, các bạn học cấp tốc lại cho cô phần đó để bổ trợ cho chúng ta sẽ theo hết nhóm nhé. Các bạn thân mến, có rất là nhiều bạn ở trong nhóm tổng ôn của cô đang rất là hoang mang bởi vì bạn thấy là khó quá. Nhưng bạn nhớ cho cô là thực ra chỉ có mỗi nhóm chuyên đề là dễ thôi, chứ còn nhóm giải đề cũng khó, đúng không ạ? Nhóm tổng ôn cũng khó. Em bạn nhớ cho cô, nếu như bạn thấy mà sau một tuần học bạn cố gắng học đến cho cô đến hết cuối tuần, nếu sau một tuần học mà em thấy khó quá em không theo được thì cô sẽ chuyển cho em sang nhóm chuyên đề, nhờ chuyển sang nhóm chuyên đề. Tuy nhiên mà những bạn mà đã ở chuyên đề hoặc giải đề chuyển sang thì cô sẽ không chuyển lại nữa, bởi vì cô đã nói với các bạn là các bạn đã chuyển sang là cô sẽ không chuyển lại nữa, cô sẽ chỉ chuyển mới cho các bạn thôi. Tức là những bạn đăng ký vào tổng ôn mà các bạn thấy mình không đủ sức thì các bạn sẽ chuyển sang, cô sẽ cho giải quyết cho các bạn chuyển sang nhóm khác. Còn những bạn mà đã chuyển từ chuyên đề 2 và tổng ôn sang thì cô sẽ không giải quyết cho các bạn chuyển ngược lại nữa. Nhớ không ạ? Rồi chúng ta sẽ có này. Các bạn nhớ chưa cô là nó chỉ khó nếu như mà các bạn chưa có key. Vậy nếu như kể cả có khi mà các bạn có key rồi mà các bạn vẫn không hiểu thì bạn nhớ là bạn phù hợp với việc chuyển nhóm. Còn nếu như các bạn thấy khó như khi các bạn nghe key của cô, khi các bạn nghe cô chữa mà các bạn hiểu được thì bạn vẫn nên ở với nhóm này, bởi vì chúng ta coi như là mỗi một bài học của cô là các bạn sẽ học mới đi. Bạn xác định là bạn học mới đi. Nhưng mà nếu như bạn theo được thì bạn sẽ có rất rất là nhiều kiến thức. Dạ, chúng ta cùng cố gắng nhé. Với câu số 1 của chúng ta, hôm qua trong video chữa thì cô ở trong video hướng dẫn thì cô có cái nhắc các bạn đó là chúng ta nhìn thấy cái anh Oli đứng ở đầu câu, câu đấy sẽ phải là đảo ngữ. Bạn cứ nhớ đơn giản như này là đảo ngữ là đảo động từ lên trước chủ ngữ. Vậy cô sẽ thấy ý A của cô không được chọn vì anh ý A không đảo động từ lên trước. Ý B cũng không được chọn. Vậy cô sẽ chỉ còn ý C và ý D mà thôi. Ý C và ý D, nhưng mà khổ, ý D nếu chọn thì nó lại chọn là irate, thì nó sẽ lại thành bị động. Mà cái động từ rate không thể ở dạng bị động. Vậy cô sẽ chọn được đáp án sẽ là ý C, đúng không ạ? Câu số 2 của chúng ta, căn cứ bằng cấu trúc của prefer, chúng ta sẽ có cấu trúc đó là sau prefer, chờ prefer something, prefer somebody to do something, muốn ai đó làm gì hơn. Nhưng mà nếu mà prefer something thì lại phải to be verb P2. Vậy cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta, căn cứ bằng từ history, lịch sử. Vậy cô sẽ chọn đáp án là ý C, được không ạ? Ý C chúng ta sẽ có cấu trúc là prefer something to be verb P2, chính là bị động đấy. Câu số 3 của chúng ta lại nhanh lên, chúng ta chỉ còn vài chỗ ngồi thôi. Vậy cô sẽ căn cứ bằng từ since của cô là danh từ đếm được. Nếu danh từ đếm được, hôm qua cô cho bạn rồi đúng không ạ? A lot of có thể dùng với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được, nhưng nó có nghĩa là nhiều. Mà đây dịch là nhanh lên, chúng ta chỉ còn vài chỗ ngồi thì không chọn nhiều. Ý D từ plenty of cũng là nhiều, không chọn. Vậy sự khác nhau giữa a little và a few ở chỗ là a little dùng cho danh từ không đếm được, còn a few dùng cho danh từ đếm được. Vậy câu số 3 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D. Câu số 4 này, cô có phân biệt với bạn sự khác nhau giữa most và most of rồi, đúng không ạ? Thì cô sẽ có of the student, chúng ta phải dùng most of. Most of chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau, bạn nhớ cho cô là most of cộng với the hoặc tính từ sở hữu cộng với danh từ, nó sẽ bằng anh most cộng với danh từ. Vậy câu số 4 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A. Câu số 5 này, họ quyết định không đi du lịch sau khi nghe tin rằng có cái bão, đúng không ạ? Thời tiết, sau khi nghe tin là thời tiết rất là xấu. Vậy cô sẽ có là nhấn mạnh một hành động đã xảy ra xong rồi mới tới đến hành động khác. Người ta sẽ dùng dạng having verb P2. Nhớ nhá, having cộng verb P2 diễn tả một hành động đã xảy ra xong rồi mới tới hành động khác. Đây chính là trong cái chuyên đề về phần, đây chính là ở trong cái chuyên đề về phần, đó là phần về danh động từ và danh động từ và động từ nguyên mẫu. Các bạn nhớ học lại chuyên đề đó trong sách 25 chuyên đề ngữ pháp. Câu số 4 là trong chuyên đề về lượng từ, đúng không ạ? Câu số 3 cũng trong chuyên đề về lượng từ. Câu số 2 trong chuyên đề về cấu trúc hoặc chuyên đề về danh động từ và động từ nguyên mẫu. Câu số 1 thì trong chuyên đề về đảo ngữ, các bạn nhớ nhé. Câu số 5 của chúng ta thì sao ạ? Câu số 5 của chúng ta, bạn sẽ nhìn thấy cái động từ to nhất của cô là động từ include. Đây là động từ chính của câu rồi. Cô sẽ có quy tắc là trong một câu chỉ có một động từ chia theo động từ chính của câu, động từ còn lại chia theo rút gọn mệnh đề quan hệ. Vậy cô sẽ có là ý A của cô sai. Tại sao ý A sai? Nếu ý A chọn ý A thì nó sẽ thành hai động từ chia theo động từ chính của câu, sai đúng không?
Ý C của cô sai. Tại sao ạ? Có đại từ quan hệ vào nhưng tại sao nó vẫn sai? Vì cái cây được trồng chứ không tự trồng. Nếu chọn như này là cây tự trồng, vậy ý C sai về thì. Chờ, vậy cô sẽ còn ý B và ý D. Vậy để thể hiện là cái cây được trồng, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là ý B. Được chưa? Tại sao mình không chọn ý D? Chọn ý D cũng được, nhưng nếu chọn ý D thì đằng sau include của chúng ta phải có S. Được không ạ? Câu vậy chúng ta sẽ có cái câu này của chúng ta sẽ chính trong kiến thức về mệnh đề quan hệ. Học lại cho cô chuyên đề mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ vào sự hợp giữa chủ ngữ và động từ nhé. Câu số 7 của chúng ta này. Tôi nghĩ là bạn chắc là đã nhầm tôi, bạn đang nhầm tôi với một ai đó. Nó sẽ có ý từ confuse là nhầm lẫn, bối rối, đúng túng, không phải. Remind chúng ta sẽ có câu trúc. Remind somebody of somebody something. Gợi cho ai, nhớ tới ai hoặc tới gì. Hoặc cái gì, remind somebody to do something. Nhắc nhở ai làm gì. Vậy cô chúng ta sẽ không chọn remind. Considering chúng ta sẽ cộng với verb in. Hoặc something, xem xét, cân nhắc cái gì. Vậy chúng ta sẽ chọn ý C. Ý C chúng ta sẽ có cấu trúc, chỉ cần biết cấu trúc này chúng ta làm được. Đó là meet somebody for somebody, nhầm ai với ai. Đây trong chuyên đề về cấu trúc em nhé. Câu số 8 của chúng ta này. John sẽ không đi vào ngày mai. Anh ấy, John sẽ không đến vào ngày mai. Anh ấy có nói là anh ấy sẽ đến vào tuần tới không? Câu này của chúng ta có từ này, nó sẽ suy ra câu này chúng ta sẽ dùng thì tương lai đơn, đúng không ạ? Nhưng mà động từ đằng trước của chúng ta là đứt, là quá khứ, chúng ta lùi một thì xuống. Vậy chúng ta sẽ phải dùng would come. Đây chính là trong chuyên đề về thì động từ. Câu số 9 của chúng ta. Câu 9 của chúng ta là một câu về collocation thôi, căn cứ bằng từ damage. Căn cứ bằng damage chúng ta sẽ có cấu trúc là do damage. Đúng không ạ? Do damage. Nếu do damage chúng ta sẽ bỏ ý D, bỏ ý C. Vậy cô sẽ chỉ còn ý A và ý B mà thôi. Ý A và ý B chúng ta sẽ có là chúng ta dùng so hay dùng such. Thì chúng ta sẽ có là so thì cộng với tính từ thôi. Thế còn such thì cộng với tính từ rồi còn phải cộng thêm danh từ nữa. Đấy là quy tắc, đấy là công thức, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ chọn được câu số 9 là ý A, do such. Câu số 10 của chúng ta. Cái tờ báo mới về cái vấn đề bảo tồn đó sẽ được tung ra, sẽ phát hành vào ngày mai. Vậy cô cần một từ nghĩa là phát hành, cô sẽ dùng từ come out, nhớ nhá. Đây trong chuyên đề về praise verb. Praise verb thì trong cái cuốn 25 chuyên đề ngữ pháp của cô có cả từ điển về praise verb cơ. Các bạn tra cái từ come đó trong cái bộ từ điển đó là các bạn biết được hết những cái kia. Cô tại sao cô không nói cho các bạn? Bởi vì cô muốn các bạn là phải mở sách ra tra các bạn nhớ. Bây giờ bạn nghe xong rồi bạn sẽ quên ngay. Câu số 1 của chúng ta là bạn có nghĩ là trời sẽ mưa không? Câu trả lời là tôi hy vọng là không. Người ta dùng đây như một cái câu gọi là tiếng Anh giao tiếp thôi. I hope not, đúng không ạ? Nó là cái cụm từ như vậy. Câu số 12 của chúng ta là Peter rất là làm sao cho tất cả những sự giúp đỡ mà bạn đã dành cho anh ta. Cô sẽ có ia từ generous, hào phóng, không phải. Câu về từ vựng đúng không ạ? Pleasant, dễ chịu, không phải. Acceptable là chấp nhận, không phải. Và thankful là cảm ơn. Chúng ta chọn đáp án là ý D. Ý D chúng ta sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc to be thankful. Ok, to be thankful to somebody for something. Yeah, biết ơn ai, cảm ơn ai vì cái gì. Thực ra đó chính là cấu trúc của động từ thank somebody for something. Đúng không ạ? For something hoặc doing something. Câu số 13 của chúng ta. Cô sẽ có have somebody cộng verb nguyên dạng. Nhờ ai đó làm gì. Ở đây nó là to speak, vậy mình không chọn ý A. Tiếp này cô sẽ có cô sẽ có ý B, make somebody verb nguyên dạng. Bắt ai đó làm gì, ở đây nó là to speak, mình không chọn ý B. Let somebody verb nguyên dạng cho phép ai đó làm gì, ở đây là to speak, mình cũng không chọn ý C. Vậy 13 mình sẽ chọn ý D. Chúng ta sẽ có cấu trúc là get somebody to verb, bảo ai đó, đề nghị ai đó làm gì. Xong câu số 13, xin mời em sẽ chuyển cô sang câu số 14 của chúng ta. Chợ với câu số 14 chúng ta sẽ có này. Câu số 14 của chúng ta. Cô sẽ có cấu trúc của từ notional. Chợ cô sẽ có cấu trúc của notional như sau. Nó xuống là cộng với head, cộng chủ ngữ cộng verb P2, cộng với been, cộng chủ ngữ cộng verb chia quá khứ đơn. Nghĩa của cấu trúc này là ngay khi hoặc vừa mới thì. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu 14 ý D. Câu số 15 của chúng ta. Anh ta lấy tiền ra khỏi tài khoản rồi sau đó anh ta đóng tài khoản. Vậy cô sẽ có ý D từ take in là hiểu hoặc lừa gạt, không chọn. Take off là cởi hoặc cất cánh, không phải. Take away là mang đi, không phải. Vậy cô sẽ chọn ý A, take out, rút ra, nhổ ra, đúng không ạ? Câu số 16 cô sẽ có cấu trúc là do a project, là một cụm từ cố định thừa nhận cho cô. Đúng không ạ? Hôm nọ có một bạn bảo với cô là sao cái nhóm tổng ôn của cô không có học nhiều về collocation, phần đấy rất là quan trọng mà không học. Em thân mến, trong phần thi của chúng ta collocation quan trọng, nhưng nó chỉ là một phần trong nhiều phần chúng ta phải học. Cô không muốn mở một khóa mà chỉ học collocation. Dạ, nên các bạn nhớ là collocation của cô sẽ được ghép vào từng bài một. Thế chính là chúng ta sẽ có cụm từ do a project, chuẩn bị một dự án, lên kế hoạch cho một dự án. Ngoài ra thì bạn thấy chúng ta còn một cấu trúc là make a project.
Cụm từ này nghĩa là tiến hành dự án. Nhớ nhá, hai cái khác nhau. Vậy thì câu số 16 nó sẽ chọn ý B. Câu số 17 của chúng ta này, một cốc nước lạnh có thể làm cho anh ta tỉnh táo sau một chuyến đi dài. Cô sẽ có ý A từ relax là thư giãn, không phải. Thở vào nhẹ nhõm, không phải. Refresh là tỉnh táo, chọn ý C. Câu số 18 của chúng ta này, mặc dù anh ta giàu có nổi tiếng nhưng anh ta sống trong một ngôi nhà rất là giản dị. Thế cô sẽ có ý D từ reserve là dè dặt, không phải. Slide là nhẹ, không phải. Limited là hạn chế. Vậy chọn modest, khiêm tốn, giản dị. Câu số 19 của chúng ta, tôi mang đôi giày đó quay trở lại cửa hàng nhưng mà người quản lý từ chối đổi hàng cho tôi. Nó sẽ có sau deny cộng verb in, mà anh này là to train, mình không chọn. Sau dislike cộng verb in, mình cũng sẽ không chọn. Giờ vậy cô sẽ còn disagree. Disagree không đồng ý với cái gì? With. Disagree to verb, đúng không? Không đồng ý. Sorry, disagree with thôi. Vậy cô sẽ có refuse to verb, từ chối làm gì? Câu 19 ý D. Câu số 20 này, chúng ta đã từng có một cái cuộc cãi vã, đúng không? Gay gắt. Nhưng mà chúng ta đã làm hòa rồi. Vậy cô sẽ có từ turn up bằng show up bằng override, nghĩa là tới. Trong cái phần video trước cô cho em rồi, đúng không ạ? Cô sẽ có từ clean up là dọn sạch. Cô sẽ có từ make up là làm hòa. Vậy 20 mình sẽ chọn ý D. Câu số 21 của chúng ta là, tôi không tin rằng cái chương trình đó, cái triển vọng của chương trình đó, đúng không? Đáng để chúng ta phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Vậy cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc to be worthy of. Thừa nhận cho cô cấu trúc này thôi ạ. To be worthy of, đáng để làm gì? Ý A, đúng chưa? Ừ nhá, nếu còn ý B chúng ta sẽ có cấu trúc là sau to be good cộng verb in cơ, chứ không cộng something, cũng không đi về giấy tự of. Câu số 2 cô sẽ có cấu trúc it were only when. Cô biết là câu này các bạn sẽ có rất nhiều chọn, bạn chọn until, nhưng mà câu này của chúng ta không có đâu. Cấu trúc là it were not until cơ thì chúng ta mới dùng là until. Thế câu dịch là chỉ khi, chúng ta sẽ dùng it were only when. Câu số 23 của chúng ta này, anh ta không chia sẻ bí mật với nhiều người nhưng anh ta thổ lộ với bạn, với cô, à nhưng anh ta thổ lộ với cô ấy. Thế cô sẽ có từ confide in.